Dạ vâng, em Thịnh xin chào toàn thể anh chị em và con cô bác nha. Anh em nào có mua bán xe thông qua số điện thoại là 0834333371. Đấy, địa chỉ của em ha, YouTube nè, TikTok nè, số điện thoại nè, Facebook nè. Thì anh em nào có nhu cầu sở hữu dòng xe nào cứ nhắc máy alo cho em Thịnh mình ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em mình một em xe Captiva dòng xe Mỹ 7 chỗ ngồi, số tự động, biển số đỉnh luôn, 32868 là... Là gì anh em đợi, các em tự quên đi chưa? Tài mãi phát lộc phát, có nghĩa là tài mãi phát lộc phát thì anh em này mua về ở xe này chỉ có làm ăn là phát với tài phát với lộc thôi, chứ không có gì hết trơn anh em ha. Nói chung là mua xe về là quá giàu luôn, tự nhiên đang khổ khổ mua xe về thành giàu luôn à. Mà phải làm nha, phải làm mới có ăn nha anh em nha, chứ mà anh em về ngủ không là không có giàu nổi đâu nha anh em nha. Trừ phi anh em cho vay tiền góp, mà anh em phải có đàn em nhiều nhiều chứ cho vay tiền góp yếu cũng giật banh nóc luôn. Đó, Captiva LTZ nha anh em ha, bản full với điện số đẹp, camera da, màn hình âm thanh nghe nhạc máy lạnh đỉnh hết luôn, một chiếc xe siêu đỉnh, không có gì để chê. Đó, thì em để em tìm được những cái chỗ mà em chê cho anh em xem nha. Chê được ở chỗ này, màu đen nó bị hơi chóc sơn tí, anh em đến đây mua em sơn tặng miễn phí, không tốn tiền, sơn đúng nửa tiếng là xong, bao với anh em luôn ha. Rồi xe chỉ xấu con chỗ đó thôi, còn nhiều đẹp hết, bốn mâm đúc bốn vỏ vậy coi, cặp đèn anh em thấy cặp đèn thấy điện không nổi luôn không, cặp đèn quá đẹp, biển số lại đẹp hơn đó, logo treo rất mới toanh, sau này gần 13-14 năm mà vẫn còn đẹp, vẫn giữ một phong độ nào đó ha, không có chỗ nào để chê nha anh em nha. Đó, anh em thấy không đẹp không đó. Mua xe bên em Thịnh anh em yên tâm, đến đây trầy chỗ nào em Thịnh sơn chỗ đó miễn phí ha, tốt lại miễn phí cho anh em. Còn anh em yêu cầu mà sơn nguyên khúc này nguyên khúc kia thì chắc không sơn nha, trầy chỗ nào thì sơn thôi chứ sơn vậy thì tiền hơi nhiều. Đăng kiểm 18/10/2022 nha anh em nha. Form dáng quá đẹp rồi, bước đi lên nè, chất lượng ha, phục bọng ok, số máy gầm chuẩn quá đỉnh luôn. Đấy, bản full nó sẽ có cái gạt mưa phía sau nha anh em nha, mà bản thiếu nó sẽ không có. Đó, cabo sau chưa ra. Đó, anh em thấy đẹp không, dấu điện đầy đủ nè, keo chỉ nè anh chị, không mất một phân nha, keo chỉ 100%, không mất một phân keo chỉ. Anh em thấy nó đẹp gì không? Đẹp thì bán giá nhiêu giờ ta? 255 thôi chứ nhiêu giờ? Bán giá bao rẻ cho bà con để bà con sử dụng, để mỗi khi bà con mà có bán lại mình cũng mạnh dạn mua, chứ bán cho cố vô rồi giống như mấy anh lái khác đó, bán cho cao tiền chứ khi bán lại không dám mua. Bữa giờ nha, từ khi mà cái clip mà em quay em nói về vấn đề là anh em cứ mua xe mạnh dạn đi, anh em mua xe rồi anh em chạy, khi nào anh em bán được chỗ đó, anh em nào mà không mua anh em bán lên em sẽ sẵn sàng mua. Thì từ cái clip đó bữa giờ em mua khoảng 4-5 chiếc xe của khách hàng rồi, mua rất là nhiều anh em lái ở khu vực ở Tây Ninh, Sài Gòn, Bình Dương đó, cũng có nhiều anh em, nhưng mà mình thì vấn đề mình làm ăn mình đâu nói ra được, nhưng mà mấy anh em đó không biết làm thế nào. Thì đa phần những anh em đó là những anh em mới ra nghề, còn những anh em nào làm nghề lâu như em 4-5 năm 7-8 năm rồi thì không có ai mà làm cái kiểu đó. Từ khi những anh em mới ra nghề làm 1-2 năm, anh em làm deal làm kiểu đó để lấy tiền khách, và khi mà bán lại không dám mua, bỏ trốn đổ thừa lý do ha. Lý do thì ai cũng chả có lý do, nhưng mà cái lý do của mình bán ra là mình phải mua, cho dù hôm nay mà không mua mình phải hứa khách là 10 bữa nửa tháng hoặc 2 tháng mình phải mua cho khách, chứ không phải mà nói không thích mua, nói là không có tiền mua, nói là bãi đông và không mua luôn, làm gì đâu được đâu. Bữa giờ em mua mấy xe khách rồi, có nhiều khách người ta mua tao bỏ số tiền cao mua ra đã mà về bán lại không chịu mua. Anh em nào là mua bán cũng phải có tâm chút xíu, cho dù người ta không mua anh em cũng phải cho người ta đổi xe khác chứ, chúng ta kẹt tiền ta mới bán lại, không chịu mua chết còn ta. Xe này mới thay mua pin luôn nè anh chị ha, mới thay mua pin xịn luôn, đồ nghề đồ chơi gì thì quá trời, cây đồ nghề, cây chổi, cây ti chổi còn xài được luôn, ngon lành luôn đó. Đây có dắt sạc điện thoại nữa nè anh em ha, có ghế tựa cho nó ngồi im nè đó, bị chỗ ha, cái này bật lại, có cây lau xe cho sạch luôn. Xe này thì nó thật sự mà nói là quá đỉnh anh em ha, ốc ác nè, bảy màu đủ mấy màu luôn ha. Một chiếc xe đẹp là phải như thế này mới gọi là đẹp nha anh em nha. Ốc cửa bản lề mới tân, dàn ghế da zin, ghế da zin chưa lợp ha anh em ha, có ghế tì đầu, ghế tì tay, chất lượng chưa đó. Anh em nhìn phần keo chỉ của chiếc xe, dấu điện của chiếc xe nè, đâu còn chỗ nào để chê đúng không anh em ha. Không có, xe này là không ép giá được nha, nhưng mà em vẫn cho anh em trả giá, nếu mà anh em dễ thương em bớt nhiều một chút, còn anh em nào mà mà không dễ thương thì em bất ít lại chút. Đó, tupi nó đẹp không, quá trời đẹp luôn đúng không. Cái này thì nó tựa như giống như chiếc mạc ha, quần gỗ nè, keo chỉ thì xe này khỏi phải chê, ốc cửa này chưa mở luôn nè anh chị ha. Đó, quá đỉnh,
đóng cửa nghe cái phịch đã không? Số tự động là phải vậy. Mở cửa ra, bỏ cửa đi. À, em vô em để máy cái em ngồi nó mới lạnh, cái nãy giờ quay xe nực quá. Cái máy thì khổ phải chơi. Cái dòng mà số tự động á anh em không biết cái này là em nói đúng hay nói sai. Anh em nào mà đã làm nghề kinh nghiệm, anh em xem clip này anh em đừng có cười em nha. Mà em cảm thấy bữa giờ em bán mấy chiếc xe số sàn á, cái trợ lực nó nặng hơn cái trợ lực của con số tự động ta. Kỳ nha, không biết phải không. Này anh em nhìn cái trợ lực này em quơ nè, đó đã không nè, quơ nè. Nhiều quá. Mà sao số sàn nó nặng hơn. Và chiếc xe này không báo một cái lỗ nhỏ gì luôn nè. Cái này là báo xăng nha anh chị nha, vàng vàng là xăng. Chạy 159.000 cây số. Có màn hình, có cái màn hình báo nhiệt độ, báo hướng, báo máy lạnh, báo km ha. Củ số còn ok. Người ta bọc lại cái này. Nhưng mà nó vẫn còn giữ cái phong cách green của nó ha. Nhưng mà người ta thích ta bọc thôi. Đó. Mình vẫn để không? Em đâu có che giấu gì đâu không? Em bọc lộp cho anh em mình coi luôn. Quay rồi phải cái xấu cái đẹp phải quay hết. Dàn ghế da zin luôn nè anh chị. Người ta hít, người ta bọc lên thôi chứ ghế không bị gì hết nha. Bao quá anh chị nha. Chủ nhân hít cho nhau, chủ nhân gắn cái này chơi vậy thôi cho nó nhìn nó lạ xe thôi. Thắng tay còn mối tinh. Quay bằng đèn LED này nhìn mới rõ nha anh em nha. Vòng sàn văng nè. Tại vì em cũng đang rảnh cho nên em sẽ quay clip chi tiết. Có nhiều xe mà mình đang lu bu mình không có quay dài dòng được, anh em cũng thông cảm ha. Đó, như cái này mất nút nè, nút gì không, nút đèn á. Đèn bọng đầy đủ hết. Đó, chỗ này giấu đồ nghề mắt kiến nè. Còn một chỗ giấu ở đây nữa, ấn đèn văng ra nữa ha. Không có gì hết. Đây là mắt cảm biến, dàn lo, cảm biến ve. Máy lạnh thì lạnh teo, gương kính chỉnh điện ngon lành, kính bấm ngon lành luôn anh em ha. Kính bấm te luôn nè. Bấm quá lẹ luôn. Đó. Cái miếng này mà nó chưa ra luôn nè anh em ha. Là biết chiếc xe nó chắc rồi ha. Có nhiều chiếc xe người ta tháo này ra nha, là chiếc xe nó có va chạm hoặc là người ta lật trần 5D người ta tháo ha. Hoặc là va chạm, còn xe này rim chưa mở ra luôn ha. Chắc là phải như vậy mới gọi là xe chắc nha anh em nha. Đó. Anh em nhìn cái túi khí đó nè. Quá ngon đúng không? Túi khí nè, vô lăng nè. Quá can xì ben luôn. Xong rồi, giờ giới thiệu gì nữa ta? Để đồ thì cũng không có gì hết. Để coi, ok, em mở capo cho anh em mình xem nha. Xe này thì nói chung thì nó quá ok anh em ơi ha. Một từ là quá ok thôi. Ghế điện nè anh em ha. Ghế điện nè. Chạy vi vu luôn. Ghế điện, ghế da zin. Có một chỗ này hơi xấu là hơi nhăn nhăn nhăn. Tại vì zin nó chạy 10 năm hơn nó phải vậy ha. Chỉ có một chỗ xíu cái này thôi nha anh em ha. Ốc cửa, capo, logo, nhãn mát đầy đủ ha. Led ray. Đó. Xe chuẩn hết. Rồi, quay capo cho anh em nhìn nè. Bốn cái vỏ đều mới tinh hết ha. Xe dày mới gọi là xe cộp. Ây. Cái máy nổ dường như là chả có tiếng động. Và không có miếng hơi khấu gì luôn ha anh em ha. Nhất mới nha anh em nha. Cái máy sạch bon, không một miếng khói, miếng nhớt gì hết hả? Cam kết với anh em luôn. Sơn đầu sơn riêng luôn nè, sơn riêng luôn, sơn riêng và sơn riêng luôn. Dấu điện này đầy đủ, không thiếu một dấu điện nào luôn nè. Cơ bao đẹp cực kỳ, keo chỉ 100% hả anh em ha. Đó. Xe còn 90% keo chỉ riêng. Chắc xe quá đẹp, logo nhãn mát à. Máy móc em du. Rồi, xong em quay thêm cái phần này, phần gì ta, phần gầm. Gầm thì tuyệt vời anh em ha. Đó, lồng về lồng bọng ở trong nè, mới nè, mâm nè, thắng đĩa nè. Rồi nhanh lái trên gương nữa nè, để thử dàn đèn cho anh em nhìn. Dàn đèn đẹp lắm, nhìn đèn còn xuất sắc anh em ha. Đèn sáng rất là quá đẹp luôn. Rồi anh em nào thích xe này thì liên hệ ngay cho anh Thịnh mình, em Thịnh rất là cảm ơn nha. Rất là quý báu tình cảm anh em mà đã dành cho Thịnh thời gian vừa qua. Rồi ok, chúc anh em nhiều sức khỏe nha, em cảm ơn nha.